Rồi, hello, xin chào cô chú anh chị nha. Thì nói chung là hôm nay là mình hôm qua mình có đăng hai con bò cái CF1, thì hôm nay mình bán rồi một con, và là ngày nay mình sẽ đi giao bò, đi giao một con đó, còn lại một con. Hôm qua có cái bạn có cái bạn thấy mình đăng cái bài hai con bò cái sữa F1 thì cũng lên và hỏi mình, nói đặt vấn đề, nói ủa sao mà có phải là bò sữa F1 không, sao mà anh bán rẻ vậy? Bây giờ em nghe nói cái bò sữa F1 nó mắc lắm mà sao anh bán rẻ vậy? Thì nói chung là bạn nó cũng thiệt tình, thì mình cũng nói mình cũng mắc cười. Thật sự em nói với cái anh hôm qua như vậy nè, như anh nghĩ con bò nếu không phải con em đã đăng trực tiếp với lên mạng, thì nếu không phải con bò F1, anh nghĩ em có nắn sửa lại thành con bò F1 được không? Nó em hỏi anh vậy, nhiều khi anh hỏi ủa sao có phải bò F1 không mà sao mà bán rẻ vậy? Thì mình cũng nói với lý do cho anh biết là mình đi sưu tầm, mình đi những cái chỗ vùng sâu vùng xa nó, thì mình tìm những cái con bò đó mình mua được cái giá nó rẻ, tại vì mình lội lặn đi vô trong cái chỗ sâu chỗ xa, ít có những người, những cái vùng mà ít có người mua những con bò đó, mình mua mình đem về mình bán tại cái vùng mình đây. Thì nói chung theo như những người lái khác á, thì có thể người ta bán cái giá cao đó, nhớ bán cái giá cao như thị trường. Ví dụ như người ta có mua rẻ đi, người ta có mua rẻ đi chăng nữa, thì người ta vẫn vẫn bán cái giá cao, giá như cái thực tế ngay chỗ dùng của mình đây đi nó, thì người ta sẽ có lời nhiều. Nhưng mà đối với nghề nghiệp của em, lương tâm nghề nghiệp của em, thì em muốn em mua được những con bò rẻ thì về em sẽ bán rẻ lại cho cô chú anh chị đó, mình dùng mình xài. Cái thứ hai nữa, tại sao em bán nhanh như vậy? Nó em mới hôm qua em bắt về, hôm nay em đã bán, với lý do là không phải là em bán cho nhà vườn không, mà là em bán cho lái nữa. Thì em hỏi anh như nè, nếu em bán cái giá cao thì làm sao em bán cho lái được, rồi lái làm sao mà về mua của em rồi về bán lại cho nhà vườn được nữa. Cho nên đó là em đi tới em tìm những cái con bò, những cái khu mà người ta ít có xài những con bò như thế này đó, rồi em bắt về. Nhưng mà thật ra cái khu của mình đây đó, là người ta sử dụng những con bò cái sữa F1 này nhiều, thì đó thì em mua được giá rẻ, em về em bán lại giá rẻ cho người ta thì em sẽ bán nhanh hơn. Mặc dù em lời ít nhưng mà em bán nhanh hơn, rồi em có thời gian em đi tìm những con khác nữa, em về em bán tiếp. Cho nên là những anh chị thắc mắc nói là ủa có phải con bò F1 không mà sao em bán rẻ vậy, ở đây cái giá con bò F1 ở đây anh thấy cao lắm mà sao em bán rẻ vậy, có phải con bò F1 không? Thì nó thật sự đã đăng đăng hình đăng ảnh trên mạng xã hội thì nói thật sự ra em không nắn sửa gì được nha. Em cũng xin đính chính là em không nắn sửa gì được. Nếu những người sành coi bò thì ta nhìn vô người ta đã biết là con bò đó là phải con bò sữa F1 hay không rồi. Cho nên là nói chung là cái anh này ảnh mới gọi em hồi sáng qua, ảnh cũng hỏi em như vậy. Nhưng mà thật sự thì hôm nay thì em cũng đi giao con bò, nói chuyện với cô chú anh chị nghe chút xíu rồi em sẽ đi giao con bò. Thì em cũng quay trực tiếp lên cho cô chú anh chị xem. Hôm qua em bắt một cặp nó, thì nay em giao một con, còn một con nó, thì cũng xin chia sẻ cho cô chú với anh chị với anh em cùng xem. Nói chung là tại vì em bán như vậy, em bán giá như vậy thì cho nên là những nhiều người sẽ tới em hơn, và em cũng sẽ dễ bán mau lẹ hơn, mặc dù không có lời nhiều. Thiệt sự anh nói rẻ cũng đúng, tại vì nếu mà thực giá như vậy thì bán lời nó không bao nhiêu. Nhưng mà được con cái em bán lẹ nhanh lẹ, rồi em có thời gian em đi kiếm con khác về em bán tiếp. Tại vì tại sao em bán như vậy là em vì em bán cái giá như vậy cho nên nó là
lái còn phải tìm với em để mua về bán lại cho nhà vườn, thì anh đã hiểu rồi. Cho nên ảnh đặt vấn đề cũng đúng, nhưng mà nếu mà ảnh nói là có phải con bò cái sữa F1 không là em hơi nói cho anh nghe vậy thôi, nói cho anh nghe là tại vì em đăng lên mạng rồi con bò em không có nắng sữa gì được hết ráo, cho nên là con F1 thôi nha. Thì nói chung là anh em thì nói vậy mình cũng cảm ơn, tại vì nếu mà mình bán cái giá rẻ vậy thì sẽ nhiều người đến với mình hơn, thì cũng cảm ơn anh cũng chia sẻ với em, chứ không phải là nói gì anh, em cũng cảm ơn anh cũng là bình luận là sao em bán rẻ vậy. Thì nó em cũng hôm nay em đăng cái clip này lên để nói cho anh với cô chú anh chị nghe là như vậy, tại sao mình mua rẻ, mình tại sao mình bán rẻ, tại vì mình mua rẻ mình bán rẻ. Thì có những cô những có à, cũng có những anh chị mua rẻ mà về bán cái giá mắc cũng có, nhưng mà người ta có thể chắc là chậm hơn em thì em mua rẻ về em bán rẻ em bán lẹ, trong khi nhà nhà vườn chưa tới là lái nó đã tới em rồi nó, thì em bán lái thì cũng hơi nhiều, nó về lái còn bán ngược lại cho nhà vườn, thì em làm nhanh gọn lẹ rồi em kiếm con khác nó. Thì nói chung là em về là em đăng lên liền, thì cô chú anh chị nào nếu mà hả xem trước á, thì có thể liên hệ trực tiếp với em, thì em bán lại thì nó cũng giống như bán cho lái thôi, cũng nói thẳng nếu mà lái tới trước em bán cho lái trước, còn cô chú anh chị tới trước em cũng vẫn bán cho cô chú anh chị với cái giá như vậy, chứ không phải nói bán cho lái ở giữ mối bán rẻ còn bán cho nhà vườn bán mắc, không có. Em là bán trên mạng xã hội, em bán trực tiếp, ai tới trước em sẽ bán trước với cái giá mà rẻ nhất có thể, có nhiều nghĩa là em sẽ lời một chút ít là có thể là em đã bán rồi. Rồi thì nội dung hôm nay em chỉ nói vậy thôi, bây giờ cô chú anh chị cùng với em đi đi giao con bò với em nha. Rồi rồi mới vô anh. Đóng ra rồi, cảm ơn rồi. Kiếm được cú nước. Ai xuống đường đỏ chín này không? Đường ông Lăng này cũng đóng cổng. Đóng rồi hả? Lên. Cái một. Nết.